Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. Worldwide. Thì hôm nay em có về chiếc Seiko Preset SRW055. Đây là một chiếc mặt men các bác nhé, men mới được ra mắt của nhà Seiko. Trang bị bộ máy 6R27, một trong những con máy cao cấp nhất của dòng máy 6R với 28.800 tần số động. Thiết kế thay đổi, bộ máy vẫn giữ nguyên. Mức giá thì chúng ta có cái mức giá này, nếu mà full thuế phí công lãi vận chuyển về thị trường Việt Nam thì hãng sẽ bán đâu đó dao động tầm khoảng hơn 40 triệu. Hiện tại thì hãng chưa có bán các bác nhé. Nhưng mà bây giờ một chiếc mặt men 6R15 hãng đang bán khoảng độ 36 triệu. Thì đây là 6R27, con máy cao cấp hơn 6R15 khá nhiều. Và mức giá nó không thể dưới 40 triệu được. Còn với em Minh thì các bác chỉ cần phải bỏ ra mức giá là 17 triệu 500 ngàn để sở hữu chiếc SRW055, một phiên bản Nhật nội địa mặt men trang bị 6R27 này. Mức giá rất phải chăng, bởi vì cách đây khoảng tầm chưa đến một năm thì các bác phải bỏ ra mức giá đâu đó 24 triệu 500 để sở hữu một chiếc hàng lướt. Và tuy nhiên thì cái mức giá của con này hiện tại nó đã hấp dẫn hơn rất là nhiều rồi. Còn hàng mới thì nó vẫn rất là cao các bác nhé. Hàng mới con này nếu mà bây giờ đi theo đường xách tay thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 26-27 triệu là ít. Cái đấy thì em chưa cụ thể, bởi vì thực ra là những cái con như thế này thì bọn em không bao giờ đi nhập hàng mới cả, vì giá nó khá là cao, hơi khó bán. Nhưng mà hàng lướt hay là hàng qua sử dụng thì giá nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Con này nó kiểu như dạng hàng trưng bày ấy, cho nên là độ mới đang còn rất là cao. Tuy nhiên có một chút nhược điểm, đó là nó sẽ hơi ố một chút do cái thời gian lâu tiếp xúc với cái phần gối ấy. Và nó sẽ hơi dạn một tí ở cái phần dây da ở bên trong, hơi tiếc một chút. Nhưng mà bù lại chúng ta có một cái mức giá tốt hơn, đúng không các bác nhỉ? Đấy. Rồi, thì với con men mới này thì chúng ta vẫn sẽ có một bộ dây da B, cũng không quá mềm, cũng không quá cứng, nó nằm ở giữa. Nói chung là sau một thời gian dài sử dụng thì nó sẽ mềm hơn. Đó các bác nhé, màu xanh than. Và một chiếc khóa bướm với logo Seiko ở trên, bấm mở chức năng tiện lợi. Đây, với chiếc khóa bướm này thì nó giúp tăng cái tuổi thọ của chiếc dây da lên rất là nhiều đấy các bác nhé. Về thiết kế của SRW055 thì đây là một cái thiết kế mới hoàn toàn so với men cũ. Đây em có thể mang đến cho các bác hai cái sự so sánh giữa men mới và men cũ này. Về form chiếc SRX019 em đang cầm bên tay trái này là form của men cũ, còn chiếc bên tay phải của em là form của men mới. Về form men cũ thì toàn bộ thì cái mặt men của nó sẽ sử dụng phần càng được thiết kế cong mềm mại, gọi là phần càng gọi là đặc trưng của dòng Preset rồi đấy. Còn với form men mới thì nó sẽ thiết kế theo kiểu dáng Bauhaus của người Đức, thiết kế Bauhaus của người Đức, tức là nó sẽ tối giản cái phần càng, nhỏ gọn hơn, thẳng hơn. Đó là ưu điểm thứ nhất. Cái thứ hai là phần cọc của men mới thì chúng ta sẽ thấy là cọc của nó sử dụng là cọc vạch. Còn cọc của men cũ thì nó vẫn sử dụng phần cọc nổi tiếng của nhà Seiko, đó là cọc la mã, kim la liễu. Còn đối với phần men mới thì nó sẽ sử dụng kim la liễu trên duy nhất là với phần kim phút, còn kim giờ, kim dây và những kim chỉ thì nó đã có chút thay đổi, tức là trông nó vuông vắn hơn, kim giờ thì trông nó cách điệu hơn theo kiểu dáng của át bích ấy. kiểu cái chất bích ở trong cái lá bài đấy các bác, thì cái kiểu dáng con này rất là đẹp, kiểu trái tim đấy. Rồi thì đó là những thay đổi nhỏ của cũng không hẳn là nhỏ, đó là những cái thay đổi mà gần như là nó thay đổi hoàn toàn so với men cũ. Chúng ta có thể thấy nó giữ lại khóa này, chúng ta có thể thấy nó giữ lại núm này. Đấy, chúng ta có thể nói nó giữ lại cái mặt men. Nhưng còn lại tất cả mọi thứ từ phần càng, cọc số, bộ kim nó đã thay đổi rồi. Ngay cả những cái phần viền đếm lịch nó cũng đã có một chút thay đổi so với men cũ. Và nó khiến cho con đồng hồ chúng ta trông có cái nét gì đấy nó hiện đại hơn. Men cũ thì trông nó classic, nó cổ điển. Còn với men mới thì trông nó hiện đại hơn. Đấy, tất nhiên nó sẽ có người thích, có người không thích. Bởi vì men cũ nó hoàn toàn cũng đang còn rất đẹp. Nhưng mà với men mới thì các bác sẽ thấy nó cũng có cái gì đấy của cái sự hiện đại ở trong cái thiết kế của nó. Rồi, càng thon gọn, nhỏ nhắn, thẳng, đúng chất của Bauhaus của người Đức đấy. Các bác nhìn thấy mấy con Nomos, Towa, Junghan thì các bác sẽ nhìn thấy cái phần càng này liên tục. Đây là một phần càng rất hay được áp dụng trên những chiếc đồng hồ Đức.
Núm thì vẫn giữ lại, núm thì chúng ta có phần núm quá đẹp rồi, cho nên là chắc chắn là nó phải giữ lại rồi. Đây là cái núm background theo kiểu dạng vương miện rất đẹp, logo Seiko đấy. Kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa, mặt kính khá là trong, phần viền bezel được đánh bóng tạo ra cái độ sang trọng, độ hút mắt cho chiếc đồng hồ. Kích thước size con này nó rơi vào tầm là 40. Các bác nhé, không phải 39.8 đâu, nó cứ quanh quẩn tầm đấy đấy, bởi vì em đo không thể đo chính xác được. Giày con này là 12.9, nhưng các bác để ý nhé, kính con này là kính cuvette cho nên cái phần viền nó sẽ mỏng hơn này. Đấy, phần viền của nó có 12.2 thôi. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần chính giữa cái kính cuvette thì bao giờ cái phần chính giữa của nó cũng sẽ hơi lồi lên một tí thì nó sẽ rơi vào tầm 12.9. Còn phần viền này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 12 thôi. Tức là nó lệch nhau khoảng 1 mm. Đây là đặc trưng của thiết kế cuvette. Rồi, lắc tu lắc này là 47. Một con đồng hồ size 40, lắc tu lắc 47 thì nó cực kỳ dễ đeo rồi. Cái size này gọi là size quốc dân của anh em Việt Nam đúng không ạ? Tay nào đeo cũng đẹp. Tay 15.7 đeo là đẹp rồi. Đây, các bác nhìn thấy này. Đấy. Cổ tay của em này, 15.7 đeo đẹp luôn. Và cái phần càng thiết kế theo kiểu dáng form mới, trông nó có gì đấy nó xương xương đúng không các bác? Đấy, trông nó xương xương, đeo nó khác biệt so với phần càng mềm mại ngày xưa của men cũ đúng không? Nó cũng ấn tượng hơn nhỉ. Đấy, tay 15.7 là đã đeo đẹp rồi các bác, nhưng mà tay 18, 19 cứ vô tư đi. Bởi vì đây là cái size quốc dân của anh em Việt Nam rồi, tay nào đeo cũng đẹp thôi các bác ạ. Rồi, kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa cho nên mặt kính của nó cũng khá là trong và nó khoe trọn được cái độ đẹp bên trong mắt số đồng hồ. Đây, các bác cứ hỏi là con này có phải mặt men hay không thì các bác chỉ cần nhìn nghiêng một tí thôi. Các bác nhìn thấy cái độ lõm không? Cái độ lõm xuống đúng không? Đấy, với một chiếc mặt thép mạ thông thường thì thường nó sẽ không bao giờ nó làm cái dập khuôn như thế này đâu các bác. Đấy, với một con mặt men thì nó sẽ dập khuôn xuống, sau đó nó tráng men lên trên và cái đường men đấy nó sẽ ôm theo những cái điểm dập thì nó sẽ tạo ra một cái đường cong khá là mềm mại, mà nếu mà nhìn thẳng chúng ta không nhìn thấy được, nếu mà nhìn nghiêng thì chúng ta mới nhìn thấy. Còn với một con mặt thép đồng thường thì không, thường nó không dám dập như thế này đâu mà nó sẽ làm phẳng hết đấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái lớp mạ không phải là men nhé thì cái lớp mạ đấy nó khó có thể bám được theo cái đường viền và sau này nó có thể bong chóc gây mất thẩm mỹ, cho nên người ta không dám làm những cái đường dập khuôn như thế này đấy, chỉ có mặt men mới dám làm thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy nghiêng ra một cái thì chúng ta sẽ thấy những cái độ lõm nhất định đó. Bộ kim cũng đẹp hơn, ấn tượng hơn với mặt màu xanh deep blue lên màu thì quá đẹp rồi. Và các bác thấy là điển hình của thiết kế Bauhaus nhé, đó là chính là cọc kim bao giờ nó cũng là mảnh rẻ hơn, tối giản mọi thứ, không rườm rà. Đó là đặc trưng của Bauhaus. Và với con này thì thiết kế của nó cũng vậy. Đấy, thậm chí kim phút cũng là kim lá liễu, nhưng các bác nhìn thấy cái kim lá liễu trên cái kim phút này nó mảnh hơn rất nhiều so với kim lá liễu của men cũ. Đấy, nó là mảnh hơn rất nhiều nhé. Bởi vì cái thiết kế Bauhaus nó là như vậy, nó không rườm rà và nó tối giản, thậm chí là tối giản đến mức cực đoan ấy. Tức là người ta cũng gọi là nhỏ như thế là cũng đã ổn rồi, nhưng mà nó còn muốn nhỏ hơn cả. Đấy, các bạn nhìn thấy kim dây này nó mảnh, kiểu cảm giác như là sờ vào nó có thể gãy được đấy, thổi có thể bay. Phần cọc cũng thế, phần cọc của con này nó sử dụng là màu đen để tạo ra cái độ nổi khối trên cái phần mặt màu trắng mặt men ấy. Mặt men thì hoàn thiện là hoàn toàn thủ công bằng tay hết, các bác chú ý nhé, nó không phải là làm công nghiệp đâu. Cho nên là cái giá trị về cái thủ công thì nó cũng cao hơn. Mặt men thì bao giờ nó cũng cho chúng ta một cái màu sắc đẹp hơn, sâu hơn và cái tuổi thọ cũng sẽ cao hơn so với một chiếc mặt mạ thông thường. Nên giá trị về giá trị sử dụng của nó cũng cao hơn, mà giá trị về mặt tinh thần nó cũng cao hơn chứ bác. Đấy, mặt mặt anh làm mặt men làm thủ công nó phức tạp hơn mấy con mặt mạ của chú nhiều. Đó là cái câu mà chúng ta có thể nói với mọi người. Đúng ạ. Chứ không phải là nếu mà nó không tốt hơn thì người ta cũng chả làm mặt men làm gì, làm luôn mặt mạ thép thông thường, giá rẻ mà làm công nghiệp được đúng không ạ? Đấy, chứ còn mặt men thì chắc là chỉ có mỗi người Nhật làm được ở trong cái tầm giá mà chưa đến 2.000 đâu. Các bác ạ, chứ quay sang đồng hồ Đức với đồng hồ Thụy Sĩ mà nếu mà mặt men thì giá cứ phải tầm 5-6.000 đổ lên là rẻ. Đó. Anh Trung Quốc thì làm được mặt men giá rẻ đấy, nhưng mà nếu mà về cái độ tốt bền thì chắc chắn là chưa chưa bằng anh Nhật đâu các bác. Hơn nữa giá trị thương hiệu của Seiko bao giờ nó cũng cao hơn chứ đúng không ạ? Đấy, mặt trắng mà kim xanh thì đúng là mẹ mắng cũng yêu đúng không ạ? Kim xanh mặt trắng mẹ mắng cũng yêu.
hai cái màu này nó thường xuyên kết hợp với nhau rồi các bác. Con này thì chạy caliber 6:27, 28.800 tần số động. Chúng ta có thêm cả tính năng lịch ngày và kim báo chữ cót ở góc 9 giờ, Seiko Preset Automatic. Cái đế này rất là mới thôi các bác nhé, men mới này mới ra mắt vào 2021 sau dịch ạ. Sau dịch thì nhà Seiko có tung ra rất là nhiều phiên bản, bởi vì 2020, 2021 thì dịch cho nên là nhiều phiên bản nó không tung ra mắt trong cái thời gian đấy, thì nó thai nghén đến 2021 thì ông làm lại rất là nhiều phiên bản, cho nên là năm 2021 kiểu như là bội thực về những cái mẫu mới của Seiko vậy. Nói chung là nhà Seiko cũng tung ra mẫu mới liên tục, nhưng mà năm 2021 thì rất là nhiều. Chúng ta có kính Sapphire Serial Number này, chúng ta có thân thép không gỉ, chúng ta có 6:27 automatic chống tư. Sợi tóc của con này thì được làm bằng hợp kim spon 510 từ Coban và Niken, hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường, dẻo dai chắc chắn hơn rất nhiều các bác nhé. Đấy, sợi tóc này đây là một cái option rất mới, made in Japan, Seiko, chống nước 13 tương đương 100 m, 6:27C, 29 chân kính, một con máy khá là đẹp, đầm lì phức tạp. Đấy, máy Seiko thì nó hơi hơi có cái gì đấy trông nó lì lì ấy. Đúng chất của một ông già gân của Nhật nhỉ. Rồi thì với các bạn me này thì hiện tại bọn em giao lưu với mức giá là 17 triệu 500. Máy thì automatic có hộ chữ cót tay dùng kim dây, chữ cót 45 tiếng, sai số cho phép thì từ 15 đến 25 giây một ngày các bác nhé. Rồi, như vậy khá là ngon rồi. Mức giá thì có 17 triệu 500 thôi. Nói thật với các bác là cầm 17 triệu 500 mà ra ngoài hãng thì các bác chỉ mua được một con 4R35 tầm trung thôi. Đấy, nếu mà cố thêm tí nữa thì chúng ta có thể mua được một con máy 4R35 Zen Garden. Còn đây là 6R27, một con máy cao cấp của dòng máy 6R. Và hơn nữa mặt của nó là mặt men, không phải là mặt thép thông thường. Đó, nên giá trị của nó cao hơn rất nhiều. Và độ mới con này thì nói thật với các bác là nó đang còn rất hoàn hảo. Thân vỏ này, khóa này các bác nhìn thấy, xước rất ít luôn, gần như là đếm được. Đấy, đáy đang còn mới như thế này thì các bác biết là con đồng hồ nó mới như thế nào rồi. Con này kiểu là hàng trưng bày, nó kiểu lưu kho để lâu thôi. Đấy thì để lâu trong thì nó bám vào cái gối thì nó có bị ố một tí và nó bị nhăn ở cái phần bám gối này các bác. Chứ còn về độ mới con này thì hoàn hảo, khỏi phải chê. Và giá chỉ có 17 triệu 500 thôi, bằng một con 4R35 mà các bác mua ngoài hãng. Đấy, các bác có check có thể rõ. Rồi bảo hành 24 tháng các bác nhé, miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơ vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake. Mọi thông tin liên hệ thì em có để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm, như số điện thoại, Facebook, Zalo, địa chỉ cửa hàng, số tài khoản ngân hàng để các bác có thể tiện trao đổi. Đấy. Và tất nhiên đối với những sản phẩm Mitu Watch phân phối thì bọn em có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Cái này mong các bác thông cảm nhé. Xin chào các bác.